Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên clip thùng đường nghề cho mọi người ha. Thì mọi người vui lòng mình xem kỹ từng mã sản phẩm mà em Thắng có giới thiệu trong clip này. Và nếu như có một mã sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số điện thoại này thì em có để dưới cái phần mô tả cũng như là cái phần tiêu đề. Rồi thì trước khi đi vào clip thì em Thắng cũng xin nhắc lại hình thức giao dịch bên em. Thì đối với bên em á, thì sẽ có hai hình thức giao dịch. Nếu như anh em là mình muốn chuyển khoản thì em Thắng sẽ bao cái phí vận chuyển về nhà cho mình. Còn nếu như anh em là mình muốn ship code nhận hàng, mình thanh toán tiền cho bên giao hàng thì mọi người vui lòng mình thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em Thắng ha. Rồi thì để không làm mất thời gian của mọi người thì em Thắng sẽ vào các thùng đầu tiên ha. Rồi chiếc thùng đầu tiên thì em Thắng muốn giới thiệu đến mọi người là một cái chiếc hộp đồ nghề ha. Thì con này thì giống như con Toyo nha anh em. Đó. Thì cái trọng lượng cũng như là những cái kích thước thì em nghĩ là nó cũng là của Toyo. Về tính chất của mình thì nó là hàng bãi và về ngoại hình của mình thì mọi người cũng đã thấy rồi. Nó còn khá là đẹp nha mọi người. Đó, nó còn khá là đẹp. Vuông vức. Và chiếc thùng của mình á là một chiếc thùng hình hộp ha, một chiếc thùng hình hộp chữ nhật. Đó, tay cầm của mình ở giữa thì những cái loại này thì phù hợp với anh em mình có thể mình di chuyển linh hoạt, mình có thể xách đi công trình hoặc là mình xách đi nhiều nơi cũng như là mình di chuyển nhiều ha. Rồi về tổng trọng lượng của chiếc thùng này thì nó nặng được là 900 g nha mọi người. Đó, chiếc thùng này của mình nó nặng được 900 g. Rồi thì em Thắng sẽ cùng mọi người xem cái tổng quan bên trong ha. Rồi thì tổng quan bên trong của mình còn rất là đẹp nha anh em, rất là sạch sẽ và nó không có bị gọi là bị rỗ hay là bị gì nha anh em, nó không có bị rỗ, không có bị lún. Thì tình trạng của mình thì mọi người cũng thấy nó có bị tróc sơn nhẹ nhẹ thôi, cũng như là người ta đã sử dụng rồi ha. Đó. Còn ngoại hình thì là mọi người yên tâm, nó còn khá là đẹp. Rồi về kích thước tổng thể của chiếc thùng này thì con này chiều dài mình kéo ra được là 32 cm. Đó. Rồi về bề ngang thì được là 13 cm ha, 13 cm. Và chiều cao của chiếc thùng này thì mình đo được là được 7.5 cm. Đó. Rồi và nếu như anh em là mình thích cái chiếc thùng này thì mọi người chú giúp em mã số con này của mình nha mọi người, TH1 ha. TH1 chiếc thùng này của mình 200.000. Rồi mình qua mã số TH2 thì em Thắng giới thiệu với mọi người một chiếc hộp đồ nghề loại mini ha, và kiểu dáng của mình là hình nóc nhà. Đó, thì những cái kích thước những cái loại thùng như thế này á, thì phù hợp anh em mình có thể thí dụ mình để đồ, thí dụ mình ở trong bên dưới này mình có cơi cơi lên tí được ha, không có thành vấn đề. Nên là các thường thường những cái dòng thùng của Nhật thì nó thiết kế như thế này nha. Đó là cái loại hình một tầng nha anh em. Và con này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Toyo. Đó, Toyo nha. Về ngoại hình nước sơn thì nói chung là nó cũng bị tróc sơn thôi, chứ còn nước sơn zin của mình màu xanh cũng còn khá là ok nha mọi người. Đó, không có bị rỗ, không có bị rỉ ha, không có bị rỗ, không có bị lủng. Tổng quan chiếc hộp mình còn rất là đẹp. Và chiếc hộp này là loại ngắn nha. Đó, nó dài hơn găng tay của mình thôi, thì tí nữa em Thắng sẽ đo kích thước của mọi người. Thì trước hết thì mình xem được cái trọng lượng của mình trước ha. Đó, thì nhỏ nhưng mà cái trọng lượng của mình lên đến là 1 kg nha mọi người. Đó, trọng lượng của mình là được 1 kg. À, rồi mình sẽ đi xem vào nội thất bên trong. Đó, thì con này nó sẽ có một cái móc khóa và dưới đây thì nó ghi cái tên hãng của mình Toyo. Đó, đây nội thất bên trong thùng mọi người cũng thấy ha, nó không có bị rỗ nha mọi người, do hàng bãi đồ này nọ thì nó có những vết dính này thôi. Thì cái này thực ra những cái thùng này nó cũng còn khá là mới, thêm Thắng về chứ mình lau sơ thôi chứ cũng chưa có vệ sinh gì nhiều. Đó, để cho mọi người biết được cái tình trạng của nó thì nói chung là nó còn khá là đẹp nha. Đó, của Toyo. Rồi những cái hộp này thì phù hợp với anh em mình đựng những cái cà lê kìm đồ này nọ ha, những cái vật dụng liên quan đến cái chiều dài nó ngắn. Con này thì cái chiều dài tổng thể này mình đo được ha, chiều dài tổng thể mình đo được là 29 cm, đó là cái kích thước thực tế chiều dài của mình. Và cái chiều cao của chiều ngang này thì cái size form thông dụng nha, đó là chiều cao của mình là được 10 cm này, và cái chiều ngang này của mình là được 15 cm. Rồi nếu mà anh em nào mình thích chiếc thùng đồ nghề này thì mọi người có thể chốt giúp em mã số của chiếc thùng này ha. Rồi chiếc thùng này của mình TH2 ha, TH2 con này 220.000. Rồi mình đi qua mã số TH3. TH3 thì em Thắng giới thiệu với mọi người chiếc thùng đồ nghề của thằng Sang S ha.
Thì cái hãng xăng S này thì cũng là do cái công ty Toyo nha anh em. Đó anh em thấy không? Cũng do cái công ty Toyo này. Đó. Thì cái hãng Toyo này là một cái hãng chuyên về thùng, nó vừa sản xuất cho nó và nó có gia công cho những cái hãng khác, ví dụ như là thằng xăng S này ha. Và một hãng nữa là của thằng Trisco. Vì vậy mọi người thường thường thì mình sẽ thấy được những cái kiểu dáng của thằng Trisco, xăng S hay là Toyo thì nó đều giống nhau nha mọi người. Đó, tại vì thằng Toyo nó gia công ra hết. Rồi về tổng trọng lượng của chiếc thùng này thì chiếc thùng này nó nặng 1 kg. Đó, nó là size bự nhưng cái lá thép của mình thì nó tương đối, nó cũng cũng không có dài lắm mà nó không mỏng nha anh em. Đó, cái chiếc thùng này nói chung là anh em mình vừa vậy. Còn những cái dòng như thằng Toyo thì nó dài. Đó, còn những chiếc thùng như thế này thì anh em ha. Đó, nó rất là dài dặn nha. Đó, cũng là Toyo sản xuất nha anh em, hàng nội địa Nhật hết. Đó, tùy vào cái lá thép là cái trọng lượng nó sẽ khác nhau, nó sẽ nhỉnh một tí. Đó, con này thì tổng trọng lượng của mình này là 1 kg nha, 1 kg. Rồi về ngoại hình thì mọi người cũng đã thấy chiếc thùng này ngoại hình nó còn rất là đẹp luôn anh em. Đó. Cái phần dưới đáy này thì nói chung là mình để bãi này nọ, ẩm thì nó bị gỉ sét thôi nhưng mà nó không có bị mục nhiều ha. Đây. Anh em mình tự thấy ha. Thì cái này anh em mình về có thể mình quét cho nó một cái lớp dầu, một lớp sơn để mình bảo quản. Đó. Rồi thì đó là cái nội thất bên ngoài, nó còn khá là vuông vức nha. Rồi về mình đi sâu vào bên trong. Đây. Thì bên trong á nó cũng còn khá là ok và nó trang bị cho mình một cái ngăn này nè, một cái ngăn cái hộc ngăn nhựa để anh em mình đựng ống vít. Nếu mà anh em mình đựng đồ nghề nhiều thì mình có thể mình lấy cái hộc cái ngăn này ra ha. Còn nếu mà anh em mình đồ nghề mình ít thì mình có thể mình đựng ống vít trên đây. Còn bên ngăn dài này thì mình có thể mình để những cái dụng cụ nó dài. Đó, thì cái thùng này thì nó trang bị cho mình cái ngăn để đựng ống luôn ha. Đó, sàn S. Rồi thì đó là tổng quan về ngoại hình cũng như bên trong và bên ngoài của chiếc thùng này. Về kích thước thì sao? Thì kích thước con này chiều dài của mình được là 36 cm. Chiều ngang này của mình là được 10 15 nha anh em, cũng cái form thông dụng thôi. Những cái dòng này thì nói chung là cái form thông dụng và chiều cao của mình là được 10 cm. Rồi, nếu mà anh em là mình thích cái hộp đồ nghề này thì mọi người chốt giúp em. Con này TH3 nha, 270.000. Đó, nó có những cái ngăn hộc nhỏ bằng nhựa để anh em mình đựng outfit luôn ha. Nếu mà anh em mình không thích thì mình có thể mình lấy ra. Đó, con này TH3 nha, 270.000. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 4. Tương tự anh em, con này thì chính hãng này cũng Toyo luôn nè. Đó, và con này thì nó nặng được 1 kg 2 nha anh em, 1 kg 3 luôn, là 1 kg 3 luôn, Toyo. Lát tôi nó dài. Đó, con này thì nó không không có cái ngăn bên trong như cái bên kia nha anh em. Đó, nhưng mà bên trong anh em thấy không? Nước sơn nó còn rất là đẹp nha. Đó, nước sơn còn xanh lè luôn. Đó, chứng tỏ thì cái thùng này người ta sử dụng nước thôi. À, hoặc là người ta sử dụng rất là kỹ nên là nó không có bị tróc sơn như đây ha. Đó. Đây, thì con này thì nó cũng có cái ngăn khóa ở đây ha. Và nó có chập chữ Toyo Made in Japan. Đó. Đây. Lá thép của mình nó dài nên là nó nặng lên đến là 1 kg 3 nha anh em. 1 kg 3. Rồi về kích thước thì cũng tương tự như con xăng S hồi nãy ha. Thì kích thước chiều dài của mình là được 36 cm nè. Chiều cao của mình là được 10 cm luôn. Và chiều ngang này của mình cũng được là được 15 cm. Rồi nếu mà anh em nào mình thích chiếc thùng quân Toyo này ha, chiếc thùng quân Toyo này thì mọi người cho giúp em TH4 nha, 270.000 TH4. Rồi tiếp theo mã số TH5. TH5 thì em Thắng giới thiệu cho mọi người một cái thùng. Cái thùng này là nguyên bản của mình, là một cái thùng máy ha, cái thùng máy của thằng Makita. Đây, thùng máy của thằng Iyuta chứ, Iyuta, nói chung là hàng nội địa Nhật. Nhưng mà cái này thì anh em mình có thể về mình tận dụng, mình đựng đồ hay là đựng gì cũng được anh em. Đó, nó còn rất là mới, rất là đẹp. Cái nước sơn zin của mình là màu đen như thế này. Và con này thì nó rất là kỹ luôn. Người ta đã trang bị cho mình một cái khóa, đây là cái khóa để anh em mình bảo quản đồ đạc này. Còn hai mắt khóa bên hai bên là để mình khóa lại ha. Đó, rất là gọn và đẹp nha anh em. Chiếc thùng này còn khá là đẹp. Đó, mình để bãi này nọ thì nó có những cái vết tróc rồi thôi. Đó, làm rất là cầu kỳ. Và cái chiếc thùng này nó nặng lên đến là 1 kg 850, gần 1 kg 9 nha anh em, gần 1 kg 9, gần 2 kg nha. Nó thép làm rất là dài luôn. Đó, và chiếc hộp này là của mình là hình như thế này ha. Đó, hình chữ nhật. Rồi mình đi sâu vào bên trong này, đó còn rất là đẹp nha anh em. Đó, khớp đồ này nó còn ok hết nha. Rồi bên trong là mọi người đã thấy này, thì nó bên đây nó có một cái phần hộc nhỏ này. Nếu mà anh em mình dùng đồ nghề thì mình có thể mình đựng ốc vít trên này, còn đồ nghề thì mình sẽ đựng ở dưới ha. Đó, còn rất là mới nha anh em, nói chung là còn rất là còn tương đối ha. Cái này thì xiên nước sơn đồ này nó ok ha. Đó, nó nặng
rất là dài nha anh em, cho nên mình thích một cái thùng dài, thì cái này anh em mình có thể mình đựng những cái máy máy khoan hoặc là những cái đồ nghề cũng được nha. Đó. Rồi về kích thước của chiếc thùng này thì chiếc thùng này cái chiều ngang của mình là được 36.5 đó, chiều dài chứ, chiều dài được 36.5 ha, còn cái chiều ngang của mình thì nó lên đến là được 20 nha. Tuy nhiên thì cái chiều cao của mình nó sẽ được là 7.5 đó, 7.5. rồi nếu mà anh em là mình thích cái hộp này, hộp đồ nghề này ha, thì mọi người chú giúp em mã số của chiếc hộp này. Con này TH5 nha mọi người, 300.000. Con này thì nó nặng lên đến là 1,8 hoặc 1,9 thằng nha, nó rất là nặng luôn. TH5 300.000. Rồi tiếp theo mình còn số TH6. Đây, TH6 của mình là một cái hộp của thằng Toyo đó. Thì cái hộp này nó anh em cũng đã thấy rồi, cái tay cầm mình ở giữa này thì phù hợp cho anh em mình có thể mình di chuyển linh hoạt ha, mình có thể xách đi đồ này nọ, những cái vật bên trong nó không có bị di chuyển đó, rất là hay ha. Và cái thùng này thì của hãng Toyo thì nó cũng khá là nổi tiếng. Tổng trọng lượng của chiếc thùng này nó nặng được là 1,7 kg nha mọi người, tổng trọng lượng của chiếc thùng này thì nó nặng được là 1,7 kg đó. Về ngoại hình thì mọi người đã thấy ha, nước sơn được còn khá là ok nha anh em, màu sơn zin của mình màu xanh đó. Này đó. Phần dưới đây thì nó bị tróc sơn thôi chứ nó không có bị rỗ nha anh em, bị tróc sơn thôi. Đây, Toyo nha, của hãng Toyo. Rồi mình sẽ đi sâu vào nội thất bên trong ha, hai cái khóa khóa bên đó, bật ra ha. Đây, bên trong thì người ta đã để đồ nên là nó có những cái vết tróc sơn thôi nha anh em, chứ còn không có bị rỗ, không có bị lủng gì đâu ha. Đó. Đây, bên này ha. Rất là đẹp nha anh em. Rồi, thì đó là tổng quan của chi tiết của chiếc thùng này. Anh Thắng sẽ đóng lại và sẽ đo cái kích thước tổng thể cho mọi người ha. Rồi con này về cái chiều ngang của mình á là nó được 37 cm nha. Đó, chiều ngang này của mình được 37 cm. Chiều dài chứ là 37 cm, còn chiều ngang của mình là được 21 cm ha. Con này thì chiều cao của mình này là nó được 10 cm luôn nha anh em, nó bằng những cái dòng kia ha. Dòng thùng này nó vuông hình chữ nhật. Đó, 10 cm nha. Rồi nếu mà anh em là mình thích cái chiếc thùng này của thằng Toyo ha, thì mọi người cho giúp em mã số của mình nha, TH6, chiếc thùng này của mình 370.000. Rồi tiếp theo mình qua TH7 thì là một cái chiếc thùng của thằng Markwell nha anh em. Đó, con này thì nó nặng lên đến là 2,9 kg lần nha anh em. Đó, rất là nặng luôn. Đó, những cái hãng có Markwell thì anh em thấy không, trọng lượng của nó rất là nặng nha anh em. Và chiếc thùng này nó có lợi thế một cái là anh em mình đây, mình sẽ xem cái nội thất bên trong ha. Đó, là nó có cái phần tay ngang này. Đó, thì cái ngang này là để anh em mình đựng ốc vít nha anh em. Đây, đó, cái phần nào là để anh em mình đựng ốc vít đồ này nọ này. Đó, sang mình xách lên. Còn những cái phần ngang dưới này, một nửa dưới thì anh em mình đựng những cái đồ nghề, dụng cụ, búa, có lê, mô lết đồ này nọ nha. Đó, thì con này nó chia ra thành hai ngang, rất là gọn gàng luôn. Và những cái này thì nói chung nó làm bằng thép hết nha. Đó, của nhà Markwell nên rất là nặng anh em. Riêng cái thùng này thì nó nặng đã 2 kg thôi, còn thêm cái ngang này nữa là nó nặng 2,8 kg ha. Tổng trọng lượng của chiếc thùng này rất là nặng luôn, 2,8 kg. Rồi thì bên trong mình mọi người đã thấy ha, nó còn rất là đẹp luôn. Đó, thì cái này nói chung là nó rất là ok để cho anh em mình có thể mình vừa đựng ốc vít cũng như là mình đựng đồ nghề được luôn ha. Đó, nếu mà anh em là mình có quan tâm đến chiếc thùng này thì mọi người xem kỹ lại giúp em. Đó, nó còn rất là đẹp nha. Đó, đây. Và nó đến từ một cái hãng cũng khá là nổi tiếng nha anh em, hãng Markwell nha. Hãng thùng này thì nói chung là những cái thùng của nó cũng khá là dài, nó như Toyo nha anh em. Đó, hai móc khóa hai bên. Đó. Hai móc khóa hai bên nha. Đó. Xuống ha. Và mỗi bên thì nó đều có những cái phần nhỏ nhỏ để mình móc ốc khóa nữa để mình bảo quản đồ đạc. Rồi về ngoại hình thì nói chung là nước sơn của nó thì nói chung là nó cũng bị tróc rồi ha. Hàng bãi của mình thì nói chung là tính chắc thùng nào cũng như thùng đó thôi, trừ khi thì nói chung nó còn mới hoặc là nó không có bị cắn những cái đồ khác ha. Đó, rất là nặng nha anh em. Đó, con này thì nó vừa kết hợp anh em mình có thể mình đựng áo vít được luôn và có thể mình đựng đồ nghề được. Rồi về cái chiều ngang thì chiều ngang con này mình đo được ha là 36.5, chiều dài chứ em lộ ngoài ha, chiều dài của mình là 36.5. còn về cái chiều ngang này của mình á, mình đo được là 20 cm nha. Còn riêng về cái phần chiều cao thì con này nó được là 11 cm anh em. Đó, 11.5 cm luôn, cao hơn thùng nãy nữa. Rồi nếu mà anh em là mình thích chiếc thùng này của thằng Markwell ha, nó nặng tổng trọng lượng của mình là 2,9 kg, thì mọi người chốt giúp em
Chiếc hộp này của mình nha, TH7 450.000 nha mọi người. Đó, TH7 450.000. Rồi tiếp theo mình qua mã số TH8. Thì mình qua lại những cái thùng đồ nghề 2 tầng nha. Rồi, đầu tiên thì cái thùng này ha. Đó. Nó hơi cũ cũ tí nha anh em. Và con này thì cái lá thép của mình á, lá thép của mình là lá thép mỏng nha. Nên là tổng trọng lượng của chiếc thùng này chứ nó chỉ nặng được 1,5 kg thôi. Nó nặng được 1,5 kg thôi nha mọi người. Đó, mọi người lưu ý giúp em là cái lá thép lá tôn nó mỏng ha. Nhưng mà được bộ lại cái nếu mà anh em mình đồ. Đó, bên trong là còn rất đẹp anh em, 2 tầng nha, 2 tầng rõ rồi ha. Đó, đây là cái phần ngang đầu của mình. Thì ngang đầu của mình nó sẽ có những cái học để anh em mình đừng ốc vít. Bên thay mình đừng đụng cụ dùng gì ha. Đó. Rồi, bên trong ha. Đó. Lá tôn mỏng nha anh em, lá tôn mỏng nên là trọng lượng của nó chỉ được 1,4 kg thôi. Đó, anh em lưu ý giúp em. Đó, còn lại thì nói chung là ok hết nha. Đó, vuông vít. Rồi, về kích thước của chiếc thùng này. Chiều ngang mình đo được là 35.5 nha mọi người. Đó, 35.5. Rồi, chiều dài là 35.5, em quên rồi ha. Chiều ngang của mình là được 16.5 nè. Và cái chiều cao của mình á. Đây, chiều cao của mình là được 16 cm nha, 16 cm. Đó. Thì chiếc hộp này thì nó nhẹ nên là cái giá nó cũng thấp ha. Thường thường những cái dòng này thì nó hai tầng nó khá giá nó cao, nhưng mà con này thì cái lá tôn nó mỏng nên là cái giá của chiếc thùng này của mình Y38 nha. TH38 chứ. TH38 chiếc thùng này của mình 320 nha anh em. 320 chiếc thùng đồng nghề 2 tầng, loại tôn mỏng nha. Rồi, tiếp theo. Một chiếc thùng đồng nghề 2 tầng đó. Con này thì lá tôn nó dài nè anh em. Đó, con này thì có móc well, thì móc well lúc nào thì cái chất lượng của nó làm cái lá thép của nó rất là dài nha. Đó. Tổng trọng lượng con này mình căng được là 2,5 kg nha anh em. Đó, tổng trọng lượng con này mình căng được là 2,5 kg. Đó. Đây, của móc well nha. Đó, vì ngoại hình chiếc thùng này thì nó còn khá là đẹp nha anh em. Đó, bên đây thì nó còn logo nó nè. Đó, nước sơn cũng đẹp nha. Đây. Đó, đây là những cái chữ, những cái tem người ta dán lên ha. Đó. Đây, nói chung là bốn mặt đều đẹp hết nha anh em. Này, phần dưới đáy đồ này nó còn đẹp nha, không có bị rỗ nha anh em. Rồi mình đi sâu vào bên trong. Đó, thì bên trong cũng tương tự nha, nó có những cái ngang nhỏ này để anh em mình đựng ống vít, còn ngang dài để anh em mình đựng những cái dụng cụ nó dài ha. Đó. Đây, sạch sẽ nha anh em, không có bị lủng lỗi đâu ha. Chiếc thùng này thì còn khá là đẹp nha. Đó, còn khá là đẹp. Rồi, nếu mà em sẽ đo kích thước cho mọi người luôn. Con này đã chiều dài 35 cm nha. Chiều dài được 35 cm. Rồi, chiều ngang này của mình là được 17 cm. Và chiều cao chiếc thùng này á, mình đo được là 16 cm. Rồi, nếu mà anh em là mình thích chiếc thùng này thì mọi người chốt giúp em mã số của mình TH9 nha mọi người. Chiếc thùng này của mình 430.000. Đó, nó nặng 2,5 kg nha. Nó nặng 2,5 kg. TH9 430. Rồi, tiếp theo TH10. Và cũng là chiếc thùng cuối cùng của ngày hôm nay. Một chiếc thùng cũng 2 tầng, nhưng mà loại này là loại hình hộp và nó sẽ bạc theo kiểu khác nha. Đó. Con này thì nó đến từ thương hiệu là nhà xăng S luôn anh em. Thì những cái dòng thùng của nhà xăng S á, thì lúc nào cái lá tôn nó cũng sẽ mỏng hơn Toyo. Đó. Chính vì vậy cái giá thành nó lúc nào nó cũng sẽ thấp hơn Toyo nha mọi người. Cũng là Toyo gia công này. Đó, anh em thấy không? Đó, cũng là của hãng Toyo nó gia công anh em. Đó, nhưng mà trọng lượng của chiếc thùng này đếm càng bên nhiêu. Đó, trọng lượng chiếc thùng này được 1,6 kg nha anh em, là 1,6 kg. Và chiếc thùng này thì nó là hộp, hình hộp như thế này nha, hình hộp. Anh em mình sẽ bật ha, bằng cách là mình mở ra lên. Đó. Sang mình kéo ra ha. Đó. Kéo lần cái nữa. Đó, thì nó sẽ ra 2 tầng ha. Đó, nên ha. 2 tầng. Đó. Thì vì cái lá tôn của mình nó mỏng nên là nó sẽ có những cái biến dạng như thế này nha. Đó, lá tôn của nó mỏng nha anh em. Đó. Tôn mỏng. Nên ha. Đó. 2 tầng, hai ngang như thế này nha. Đó. Đây, không có bị rỗ như bị lủng nha anh em. Tuy nhiên cái lá tôn của mình là nó mỏng nha. Hả, nên mình lưu ý giúp em những cái dòng của thằng xăng S thì lúc nào cái lá tôn của mình á, lá thép của mình á nó mỏng. Đó. Rồi, thì đó là tổng quan chi tiết bên trong. Bây giờ mình sẽ đóng lại ha. Đây, đóng lại. Đây, đặt xuống ha. Đó. Rồi. Thì cái về bề ngang của con này á, nó được là 34 cm nha mọi người. 34. À, chiều dài 34 chứ. Chiều ngang này của mình là được 20 này. Đó, 20 ha. Và cái chiều cao của mình á là nó được là 14.5. Đó, 14.5. Đó, của nhà xăng S nha, xăng S. Rồi, anh em nào mình thích chiếc thùng này thì mọi người chốt giúp em
Chiếc thùng này mã số của mình là TH10 nha, 380.000. Rồi thì hôm nay em Thắng lên được tổng cộng là 10 chiếc thùng, mà anh em mình xem nếu mà có chiếc thùng nào phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và hẹn mọi người vào clip ngày hôm sau ha.